rồi sao? Tập đen vậy nè. Ok đấy, cũng gọi là tạm được. Daily Heaven này. Rồi để tập chân làm gì? Speed à? Có nên dùng speed không? Nó nhanh được. Giờ thì bắt đầu đi. Cần gì speed thì tốc độ nó không cao đâu. Tốc độ hơi chậm. Speed with time. Ready. Con gì đây? Con này lấy tiền xong. Con này không thấy con khác đi. Rồng đi, rồng được. Không sao. Rồng luôn. Mấy thằng này nhiều skin nhỉ? Oppo, Asa, Vokhi, Vaferi. Đoàn các cháu có skin chỉ sò nhỉ? Chỉ thế không ai đỡ được rồi. Ready, go! Đấy là phá rồng đấy. Okay.